bông ôn này ngày nay dương miên bà con thôi mà chia tới bông ôn đó cả như thông thông mình tay bông ôn là lớn đứng được thai vô mà trong mình liền cho bồi vỡ là bông ôn đó cả chỉ là thi thôi nghe nghe bàn tay cứ chân ngắn nhá cả nè bà con này là thông thông mà đi mình chân mấy nó bông ôn dài như bị bạc keo mà đó cả lớn đi dùng cặp trường biệt là thằng tứ ở ở hiện cặp ở bị ở phê với bông ôn thôi gặp đi cặp ở phê tới phê là dương liền đi tới bị chân khu á bị chân khu á bà chân tới liền cặp liền chai chai tích cặp liền cặp chân liền hay chị bị sang cửa sụi sụi nè cũng cắt là sao con á cắt hai bây giờ mình tới cứ khua hô trên bị khăn đang mò á à nè nhưng cắt bị phần phần nó mà bao này cũng ở cắt kỹ trường như vậy là cắt kỹ trường về nó cứ khua trên bị đi ông ai cứ từ phòng chết sắp xa nó bằng con nè và tay đi ở đó ai với ông con đi được hàng ông con rấy ông con nè bị chụp bạc tí mày này anh ấy phải dùng vía nó sẽ bị nếu này cô vào đây chứ đấy cô vào đây thằng thầy được với thằng tập đi nữa nè thì thằng đang nói thì chọn ta thoát chiếc nó cũng nó chàng ai thì có một tên thì ấp xuống mối gọi nhân tính nha bông bồn của ấy thằng ba kia kia chấm á của ấy con chấm nó cứ đi ấp xuống ở từ stu khăn này ta bỏ một con bà con dương qua một chiếc nó cứ bị stu khăn nó cũng chàng anh chấm cứ ở từ khăn mà này chẳng hạn lấy dương miền bánh nắng dương vô mà thôi đồng liên bía không có nó cha chẳng ngắn nhưng mà con âm lên bãi chợ nó thường khẩn tiết mùi rồi chẳng mưa thôi đồng hợp với con á bông ôn này ngày nay dương miền bà con thoa mà chia tới bông ôn nó cha đi thông thông mình tay bông ôn là lợi đứng cực thai vô mà trong mình liền thì mùi vẫn là bông ôn nó cha vì ta bị thi thôi nghe nghe bàn tay cứ chẳng ngắn nhá cha đi bà con này nó con thông thông mà đi mình chấm mấy nó bông ôn nó cha đi bị tạt keo mà á cha lợi lấy dùng cắt trường về khai chân tứ ta ập ập hiện cắt ở vị off về với bông ôn khai gặp về cắt off về tới về đại dương liền với tới với chân khu á với chân khu á đại chân tới dương cắt hiện ngày ngày tích ập hiện cắt chân liền hai chia bị sai cứ là sụi sụi nè cùng cắt là sao bông ôn á tập cắt hai bây giờ mình liền tới cứ khu hô chân bị khăn ông đang mò mỏ á à nhưng cắt hiệp phần phần nó mà ba này cũng ở cắt kỵ trường với phê là cắt kỵ trường về nó cứ khu ở trên vì này ông hai đứa tôi phòng chết sắp xa đó bông ôn nè và tay đi ở đó tập cái với bông ôn đi được hàng cô bỏ rấy bông ôn nè nó bị chụp bạc tí mày nó này nó phải là vía nó sẽ bị ní cái này cô bỏ rấy chứ nấy cô bỏ rấy thằng thằng thầy là với thằng tật đi nó nè thì thằng đang máu thì sờn tàn thòm chia đó bông ổn nó chàng ai có một tên thì ấp qua mối gọi nhân tính đây bông ổn của ấy khai ba kia kia chấm á của ấy bà con chấm nó cứ vì ấp sơ hụ ấp sơ stu khăn này tay bà bà con dương thòm chia đó cứ vì stu khăn đó bông ổn chàng anh chấm cứ ấp sơ khăn mà nè chân là lấy dương miền phần nắng dương vô mà vừa đồng liền với ông cô nó cha chân ngắn nha ông cô ở bên tại chợ nó thường khẩn tiết mùi lại chạm mưa mưa thôi đồng ở khi với ông cô nó